Một ngọt. Các bạn đừng quên là giá trị của mỗi điểm thưởng của chương trình chúng ta là 10.000 đồng. Cố gắng ghi được nhiều điểm chừng nào thì tốt chừng đó nhé. Và qua 4 vòng thi đấu, đội nào có số điểm cao hơn đội đó sẽ thi đấu ở vòng đặc biệt với giải thưởng 10 triệu đồng đang chờ các bạn nữa. Mời hai đội trưởng bắt đầu vòng 1. Mời hai bạn. Chúc hai bạn may mắn. Chúc hai đội cũng may mắn, rất may mắn luôn nha. Vòng 1. Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi này được khảo sát 100 người, có 6 đáp án đang chờ các bạn trả lời. Và hai bạn cố gắng nhanh tay trả lời thật tốt để giành lấy quyền ưu tiên kiểm soát bằng điểm của mình. Câu hỏi đó là bạn thường thấy hoa cẩm chướng có màu gì? Mời bạn. Dạ, hoa cẩm chướng thường có màu vàng. Màu vàng. Có màu vàng. 43 người đồng tình với bạn. Mời hai bạn trở về vị trí. Nào, tiến lên bạn Bảo Nguyên. Hoa cẩm chướng có màu gì? Màu xanh. Màu xanh. Hoa cẩm chướng thường có màu xanh, phải không bạn điểm? Không có ai nghĩ giống như bạn cả. Bạn Mộng Quyên, bạn thấy là hoa cẩm chướng thường có màu gì bạn? Dạ, màu trắng. Màu trắng. Dạ. Mời bạn nhìn lên bảng điểm và xem có ai đồng tình với bạn nào. Hoa cẩm chướng có màu trắng. Hoa cẩm chướng có màu trắng. Chúc mừng bạn. À, bạn Đô. Hoa cẩm chướng thường có màu gì bạn? Dạ, theo em nghĩ là màu cam. Màu cam. Bạn nhìn nha, bảng điểm. Màu cam có không? Màu cam có, màu cam. Đội trưởng, hoa cẩm chướng thường có màu gì? Dạ, hoa cẩm chướng thường thấy có màu hồng. Màu hồng. Màu hồng, hay lắm. Mời bạn Bảo Nguyên. Bạn thấy hoa cẩm chướng thường có màu gì? Màu tím. Màu tím, phải không Văn Điểm? Màu tím. Còn một đáp án nữa, cố gắng đáp cho trúng để toàn bộ số điểm trên bảng thuộc về đội của bạn nào. Bạn Mộng Nguyên. Dạ, theo em là màu đỏ. Bạn thấy hoa cẩm chướng có màu đỏ. Màu đỏ phải không đáp án số 3? Chúc mừng các bạn. Các bạn ghi được 99 điểm, toàn bộ số điểm của cô này. Chúc mừng các bạn. Câu hỏi thứ nhất đã nghiêng về đội Tiến Lên và hy vọng rằng với câu thứ hai, đội Gạch Hồng sẽ vượt lên. Mời hai thành viên thứ hai, câu hỏi thứ hai bắt đầu. Hai bạn bắt tay nhau. Chúc cả hai may mắn. Câu hỏi này cũng được khảo sát 100 người. Có 8 đáp án đang chờ các bạn trả lời. Đó là 8 ý kiến của nhiều người. Và số điểm của mỗi đáp án chính là số người trả lời các đáp án khi chúng tôi khảo sát 100 người. Ngoài ra có một đáp án rất quan trọng trong 8 đáp án của câu hỏi này. Đó là đáp án may mắn trị giá 1 triệu đồng sẽ dành cho bạn nào trả lời đúng đáp án này. Hai bạn nghe câu hỏi nhé. Hai bạn hãy kể tên một thứ mà chúng ta có thể đo lường được bằng muỗng trong ẩm thực. Mời bạn. Đường. Đường. Đường có 6 người đồng tình. Mời bạn. Nước. 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 Bây giờ mới làm chúc mừng thật nè. Mời hai bạn trở về vị trí. Bạn thấy là cái thứ gì người ta có thể đo lường bằng muỗng trong ẩm thực? Thí dụ như là người ta có thể đo, ta múc từng thìa đường, nó có cái gì đó bạn? Các bạn bên Tiến Lên nó là múc nước. Bạn này bạn trả lời cho thế nào? Bột ngọt. Bột ngọt. Bạn tin là có đáp án bột ngọt trên đây chứ? Chắc chắn. Chắc chắn. Vâng. Bạn xem nhé. Vâng. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi câu trả lời của bạn Chí Thiện có trên bảng hay không? Một thứ người ta có thể đo lường bằng muỗng trong ẩm thực đó là bột ngọt. Bột ngọt. Mời bạn nhìn lại đáp án một lần nữa. Đó là đáp án may mắn trị giá 1 triệu đồng. Đây là giải thưởng dành cho bạn. Chúc mừng bạn. Đây là đáp án may mắn đã thuộc về đội Gạch Hồng. Và sau đây mong là các bạn tiếp tục phát huy khí thế của mình. Mời bạn Quỳnh Trâm. Dạ, theo em là... Thứ gì người ta có thể đo đường bằng muỗng trong ẩm thực? Dạ, cà phê. Đó là cà phê. Cà phê. Còn cái gì nữa bạn? Cái gì người ta có thể đo lường bằng muỗng ở trong ẩm thực? Muối. Ăn, trong ăn uống là ta lấy cái gì ta
Ta lấy muỗng, ta đo lường. Muối. 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 Đó là đáp án được nhiều người đồng tình nhất. Mời bạn Phương kể tên một thứ bạn có thể đo lường bằng muỗng trong ẩm thực. Em nghĩ là tiêu. Đó là một muỗng tiêu có không? Không có. Không ai nói là cho một muỗng tiêu. Mời bạn Chí Thiện, thứ gì người ta có thể đo lường bằng muỗng trong ẩm thực? Thế em nghĩ là nước mắm à. Cho một thi hình nước mắm có không? Có, chúc mừng bạn. Bảo Quyền Trong. Dạ. Tiếp tục trả lời xem sao bạn. Dạ, theo em cho là... một muỗng gì? Ớt bột. Cho một muỗng ớt bột. Dạ. Một muỗng ớt bột. Không có. Mời đội tiến lên hội ý. Thứ gì người ta có thể đo lường bằng muỗng trong ẩm thực bạn? Nói đúng là có thể cho một muỗng gì? Dầu ăn. Cho một muỗng dầu ăn. Một muỗng dầu ăn có không đâu bạn điểm? Có. Hay lắm. Hồng Phương, thứ gì người ta có thể đo lường bằng muỗng trong ẩm thực? Theo em là hạt nêm. Đó là? Hạt nêm. Hạt nêm. Và chúng ta xem có một muỗng hạt nêm không? Hay lắm. Còn một đáp án nữa. Chúc các bạn may mắn nào, bạn Chí Thiện. Thứ gì người ta có thể đo lường bằng muỗng trong ẩm thực? Có muối, có đường, bột nêm, bột ngọt, nước mắm, dầu ăn. Bạn đang cầm trong tay giải thưởng có đáp án may mắn. Bạn cố gắng may mắn thêm một lần nữa coi. Đây là lần may mắn sẽ rất là quan trọng đối với đội bạn. Số điểm trên bảng sẽ thuộc về đội của bạn. Thì theo câu trả lời của bạn. Đã không phát huy được may mắn của mình. Và bây giờ tất cả các bạn đội gặp hồng, các bạn hãy bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của đội tiến lên để xem số điểm sẽ thuộc về đội nào. Đã có đáp án chưa đội trưởng? Dạ có rồi. Đáp án của các bạn là gì? Dạ sau khi hỏi ý đội của... Người ta có thể đo lường thứ gì bằng muỗng trong ẩm thực? Dạ sữa. Sữa. Sữa tươi hoặc là sữa đặc có đường đó. Nói chung là sữa. Nhất trí chưa các bạn? Nhất trí chưa? Để hiện sự nhất trí coi. Sữa bột. Sữa mà sữa là bột đo lường được. Nói rõ hơn là sữa bột phải không? Dạ sữa bột cũng có. Bạn tin chắc chứ? Dạ tin. Dạ chắc. Được rồi. Ngoài sữa bột ra bạn còn nghĩ đến thứ gì khác? Bạn thử nói thêm thôi. Bạn thử suy nghĩ là sữa thôi. Bạn? Dạ em nghĩ là giấm. Giấm? Thí dụ như thế, bạn có nghĩ ra đáp án nào khác không? Dạ học em. Bạn, ngoài sữa bột, ngoài giấm ra bạn nghĩ ra đáp án nào? Thứ gì người ta có thể đo bằng muỗng, lường bằng muỗng trong ẩm thực? Kem á. Kem. Kem. Giấm này, kem này. Chỉ còn hai đáp án còn lại và sữa bột. Sữa bột là ai đề xuất đáp án này bạn? Dạ sữa là do anh Đô đề xuất ạ. Bạn có ý kiến gì đi không? Dạ em cũng có ý kiến của mình là siro. Siro. Dạ. Siro, sữa bột, kem và giấm. Và chúng ta xem đáp án sữa bột đem lại điểm cho các bạn hay là các bạn sẽ tiếc vì những đáp án khác. Sữa bột. Sữa bột, chúc mừng các bạn. Chúc mừng các bạn. Chỉ với một đáp án, một câu trả lời duy nhất, các bạn đã giành toàn bộ số điểm đội Gạch Hồng đã ghi. 98 điểm của câu hỏi này thuộc về đội tiến lên. Thưa quý vị và các bạn, kết quả tạm thời sau vòng 1 gạch hồng 0 điểm. Không sao các bạn, bình tĩnh. Và tiến lên tạm dẫn trước với 197 điểm. Lại rung nhỉ? Ta-da! Giới thiệu bánh Oreo kem lạnh blueberry mới với cảm giác mát lạnh. Bánh Oreo kem lạnh blueberry. FPT F99 3G mới với kho ứng dụng Việt miễn phí App Store, có hàng ngàn bản nhạc hay, hàng trăm game hấp dẫn và những kết nối bạn bè đầy thú vị. F99 3G 2 SIM mới, khuyến mãi hấp dẫn tặng SIM khủng Mobifone. Không thể hiện được cảm xúc qua gương mặt, Khánh bộc lộ theo cách riêng của mình. Bằng phim ảnh, bằng những khuôn hình. Là con gái, làm điều mình yêu thật thích. Diana là con gái thật tuyệt.